Hello, thì lời đầu tiên lại cho em xin được gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2023 rồi mọi người ạ, chuẩn bị hết năm đến nơi rồi mọi người ơi. Thì hôm nay em lại lang thang đi kiếm phôi đỗ quyên về, trước tiên là để phục vụ cho chính bản thân mình, rồi sau đó là để chia sẻ cùng toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc có chung cái niềm đam mê nhé mọi người nhé. Thì hiện tại bây giờ em đã lên tới chỗ mà ngày trước em đã từng làm rồi mọi người ạ. Thì hôm nay thì quyên thì không phải đi tìm nữa mọi người ơi, bởi vì cái cây này thì chuyến trước em đi á thì em đã gặp rồi, và em đã sửa sơ lại cái tàn tán nó. Chuyến này em lên em chỉ sẵn đào thôi mọi người ạ. Thì hiện tại bây giờ em đã lên tới nơi rồi mọi người ơi. Thì bây giờ em sẽ quay review chi tiết cái cây cho mọi người cùng thấy nhé mọi người nhá. Đây mọi người theo chân em nhá. Đây thì hiện tại ngay trước mắt chúng ta là cái cây quyên mà em nói đây mọi người ơi. Thì để em lấy cái lọ keo em bỏ vào đấy để cho mọi người ướm cây mọi người nhé. Cây này thì nói chung là tàn tán thì phát triển cũng khá là ok đó, có mặt hoa luôn. Hoa thì đang đóng nụ khá là nhiều đó, nhưng mà không biết là khi mà mình đào như thế này thì không biết là nó sẽ còn giữ nụ và đóng nụ nữa hay không, thì cái đấy em không dám chắc nhé mọi người nhé. Mọi người chờ đợi em để em tìm cái lọ keo liền sẹo của cây em để vào đây cho mọi người cùng ướm cây nhá. Không biết em quên em có mang đi không nữa. Hình như là không mang đi rồi mọi người. À đây rồi. Đó, thì hiện tại sau một hồi tìm kiếm trong cái ba lô đây mọi người. Ba lô đây thì ba lô đồ nghề của em nhé. Thì em cũng đã tìm thấy nó rồi. Lúc đây thì cũng khá là to và khá là già nhé mọi người nhé. Lúc đây thì khá là to, khá là già đó. Hiện tại đây thì rác nó đang còn phủ lên trên này mọi người này. Đó, thì em sẽ để cái lọ keo đây để cho mọi người cùng ướm cái cây cho nó chuẩn chỉ nhé mọi người nhé. Đây thì em sẽ review sơ qua này. Gốc này, vành của cái gốc này thì khá là to nhé mọi người nhé, nhưng mà hiện tại nó đang chìm dưới đất. Và đây đó, ngày trước ấy, nó làm một cái chi rất là to này, rất là to, xong nó bị nước nó dập đấy mọi người. Nó bị nước nó dập thì nó hư mất cái cành chính của nó đây, và nó lên những cái cành như thế này nhé mọi người nhé. Nhưng mà ở dưới thì gốc khá là to. Thì hiện tại cây cối thì cũng lên phát triển khá là ổn định mọi người ạ, đóng nụ khá là nhiều luôn. Đây mặt hoa thì đây nhé mọi người nhé, có mặt hoa cho mọi người cùng xem luôn. Đó, đây nụ thì đang đóng khá là nhiều luôn mọi người ơi, đóng nụ để chuẩn bị cho hoa Tết ấy. Quyên đây là quyên suối hoa đỏ mọi người ạ. Em thì từ xưa đến nay em làm thì em chỉ làm duy nhất một loại, đó là loại quyên suối thôi mọi người nhé. Quyên suối và đặc biệt là chỉ hoa đỏ thôi. Em thì lại hợp với lại màu đỏ nên là em chỉ làm màu đỏ thôi, và em cũng chỉ ưng mỗi màu đỏ thôi mọi người ạ. Đó thì cũng như bao cái cây khác thôi, trước khi làm thì em sẽ review sơ qua để cho mọi người cùng thấy toàn cảnh cái cây khi mà nó ở trên rừng nó sẽ như thế nào, và khi ta chinh phục về nhà thì nó sẽ phát triển như thế nào nhé mọi người nhé. Nên là mọi người cứ yên tâm, cây của em khi mà giao lưu với em thì cây cối thì mọi người cứ yên tâm, hầu như là cây là em giao lưu với mọi người là em bao sống luôn đấy mọi người ạ. Cây này thì khá là đẹp nha mọi người nhé. Hiện tại thì tàn tán nó phủ chưa đều đó, nhưng mà nói chung nó cũng khá là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên rừng mà muốn nó đẹp thì không có đâu mọi người ơi. Muốn cây nó đẹp thì mọi người phải thổi hồn cho nó. Đây thì em lướt sơ qua. Đây là những cái lát cắt là ngày trước là em cắt bỏ mấy cái cành khô nhé mọi người nhé. Mấy cái đầu khô này, mấy cành khô này. Và bây giờ thì cây nó cũng ổn định, phát triển khá là ổn định rồi. Thì hôm nay em lên để chinh phục. Rồi thì mọi người lại chờ đợi em để em lấy đồ nghề để em chinh phục nó nhá. Khi nào em chinh phục xong thì em sẽ chia sẻ tiếp tới cùng toàn thể mọi người. Đây này, chuyến đi trước thì em có để đồ nghề đây này mọi người này, để xóa beng đây này mọi người này. Đó, cây này thì chiều cao từ gốc đến cái đọt chỗ bông hoa này mọi người này. Đó, đến cái đọt chỗ bông hoa này là nó khoảng 1 mét nha mọi người nhé. Nó toàn bộ tàn tán đây. Rồi thì mọi người theo em tiến hành ta cùng chinh phục nào. Let's go. Đây thì hiện tại sau một thời gian làm việc cắt gọt theo một cái cách gọi là đầy tính nghệ thuật thì em đã đưa nó ra được một cái hình thù như thế này nhé mọi người nhé. Đó, đây là cái bầu đất này mọi người này. Thì lúc nãy trong cái quá trình cắt gọt đó thì nó cũng vào một số cái rễ này. Thì bắt đầu là em tiến hành xử lý cái bề mặt. Xử lý cái bề mặt bằng cách là cắt lại cho nó ngọt ngào cái lát cắt. Rồi bắt đầu là bôi keo nhé mọi người nhé. Bôi keo nó vào. Đó. Bôi keo nó vào để cho nó ổn định cái cây mọi người ạ.
Đây ví dụ như như cái chỗ đây này mọi người này, em đã bôi keo này. Đó, rồi những cái chỗ đây như cái rễ đây cũng xử lý này mọi người này. Cắt gọt cho nó ngọt ngào lại rồi bắt đầu tiến hành bôi keo nhé mọi người nhé. Thì hiện tại nó đã ra được như thế này rồi mọi người ơi. Đó, đây là tổng thể cái bầu đất nhé mọi người nhé. Thì qua đây em cũng chia sẻ một cái số cái lưu ý là như thế này mọi người này. Có một số bác ấy thì cứ kêu em là gọt bớt cái bầu đất nó đi. Nhưng mà theo em cái cách như thế nó không có khả thi mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái cây của chúng ta ấy, cây càng to thì rễ nó ăn càng xa và rễ nó sẽ càng to và càng già. Đó. Mà nếu mà mình đào mà sát gốc của nó quá, đào mà sát gốc của nó quá thì nó sẽ bị tổn thương rất là nặng mọi người ạ, mà thậm chí là chết cái cây luôn. Đó, nên là em không có làm chuyện đó nha các bác nhá. Thì tiền cước thì từ xưa đến nay em gửi đi trên toàn quốc thì cứ 10.000 đồng một ký từ xưa đến nay rồi. Thì thực ra cái tiền cước thì đơn vị vận chuyển họ thu chứ em chả được cái nghìn nào trong đấy đâu mọi người ạ. Làm cái bầu đất càng to thì em càng mệt thôi. Tí nữa gùi từ đây lên mãi cái đỉnh đồi trên kia mọi người ạ. Xe đang bỏ trên cái đỉnh đồi trên đó đó. Đó nên là mọi người đừng có quan trọng về cái bầu đất quá nhá mọi người nhá. Bởi vì trong suốt cái thời gian vừa em làm á thì em làm tới nay cũng 4-5 năm nay rồi. Nên là nói về cái vấn đề kinh nghiệm ấy thì em cũng trải qua khá là nhiều rồi. Nên là mọi người cứ yên tâm chứ mọi người cứ suy nghĩ là cái cây đào ở trên rừng về thì cái bầu nhỏ nhỏ thôi cũng được, nhưng mọi người đâu có biết rằng ấy, cái gốc càng to thì đồng nghĩa với cái độ rễ của nó ăn nó lan rộng ra nó sẽ càng nhiều và cái rễ của nó sẽ càng to và càng già. Đó, mà trong khi đó nếu như chúng ta mà cắt sát gốc của nó quá thì nó sẽ bị chết cây đó mọi người ạ. Đó nên là em không có làm chuyện đó nhá mọi người nhá. Đó thì qua đây cũng chia sẻ một số cái lưu ý như thế thôi, còn bầu đất thì đây mọi người ơi. Em làm thì trước tiên là để em phục vụ cho chính bản thân em nên là cái khâu xử lý ban đầu là em sẽ kiểm soát ngay từ đầu luôn chứ em không có để đến khi mà làm vật vã rồi mang cái cây về nhà mà nó chết ấy, thì em không làm cái chuyện đó mọi người ạ. Đó, thì đây em sẽ quay lại tổng thể một lần nữa nhé mọi người nhé. Cây đây. Cây đây thì nó cũng khá là to đấy mọi người ạ. Cái gốc này khá là to này. Cái củ nó đây này mọi người này, củ nó khá là to. Khá là to đấy mọi người ạ. Rồi thì em cũng không lan man nữa. Cây này thì chắc em cũng quay và chia sẻ tới đây thôi. Thì qua đây, qua những cái video làm cây thực tế đây á, ai mà cảm thấy yêu thích và mến mộ thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Còn ai mà muốn sưu tầm cho mình một cái cây đỗ quyền thì cứ vào mạnh dạn liên hệ với em nhé mọi người nhé. Đó, như mọi người xem ở trên mạng thì mọi người cũng biết rồi đó. Nếu nhưng mà nói về để làm quyền thì không có ai chia sẻ tận tình từ cái lúc mà họ làm cây ở ngoài thiên nhiên này cho mọi người xem đâu. Chắc chỉ có mỗi một mình em làm cái chuyện đó thôi mọi người ơi. Đó, còn người ta là toàn có đưa cây về nhà rồi người ta nhổ cây về nhà rồi người ta quay cái cây ở nhà người ta tưới tắm nó đang còn tươi tươi để cho mọi người thấy thôi. Còn em đấy là em sẽ cho mọi người thấy từ cái lúc mà em chinh phục ở trên rừng. Rồi thì qua đây cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái cây tiếp theo nhé mọi người nhá.